Alo, 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 alo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một trò chơi rất là hay. Trò chơi này mình cần phải tập trung và thật tập trung thì mới có thể làm được. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi à? Rồi chưa? Dạ. Ok, vậy thì bây giờ bạn chú ý lắng nghe tôi đây này. Ở trên này có rất là nhiều chiếc vòng màu sắc. Đẹp đấy. Hơi bé so với đầu của bạn. Hơi bé đấy. Rồi, nhưng mà đấy không phải là một trò chơi đâu. Trò chơi của tôi đó là suy nghĩ này, chú ý lắng nghe tôi. Một vòng màu hồng, một vòng màu vàng và một vòng màu đen. Bắt đầu. Chốt chưa? Trả lời, chốt chưa? Tôi chưa nghe thấy bạn trả lời. Bạn chốt chưa? Trời. Xin chúc mừng bạn. Yeah, đã trả lời đúng. Yeah. Trên tay bạn có mấy chiếc vòng? Ba. Ba. Thế bây giờ bạn cất một chiếc vòng màu hồng đi. Bạn cất trước đây. Rồi hỏi trên tay bạn còn mấy chiếc vòng? Hai. Đúng rồi. Ba chứ một vòng. Ok, xin mời bạn để về vị trí. Rồi bây giờ tiếp tục trò chơi này. Bạn chú ý lắng nghe, chú ý lắng nghe. Xin chú ý lắng nghe. Bạn đã chú ý lắng nghe chưa? Dạ. Rồi bây giờ. Một cốc màu cam, một cốc màu vàng và một vòng tròn màu đen. Bạn chốt chưa? Xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Yeah. Yeah. Rồi, xin mời bạn để lại vị trí cho tôi nào. Rồi. Hai chủ nhật phát sao mà ở bên trên nó là hai hò. Rồi. Tiếp tục. Cái này bạn cần phải tập trung đây này, tập trung tập trung. Rồi, bạn chú ý lắng nghe tôi này. Bạn lấy cho tôi hai vòng màu xanh lá cây, hai vòng màu đen và một vòng màu vàng. Yeah. Bạn chốt chưa? Yeah. Xin chúc mừng bạn. Chờ đúng rồi. Yeah. Bây giờ bạn đếm cho tôi. Ở trên tay bạn có tất cả bao nhiêu vòng tròn? Bây giờ vị trí mẹ lại cần sang vị trí đen ra ca. Không, con đếm mà mẹ đang hỏi con. Rồi bây giờ bạn đếm cho tôi có tất cả bao nhiêu vòng tròn trên tay bạn. Nào bắt đầu. Một. Vòng tròn bao nhiêu vòng tròn là đếm lại nào. Nào. Một. Để tôi cầm. Một. Nào tiếp tục. Hai. Ba. Bốn. Năm. Rồi xin hỏi bạn, vòng tròn màu nào ít nhất? Vòng tròn màu vàng. Màu vàng có bao nhiêu cái? Một. Một cái, chính xác luôn. Vòng tròn màu xanh và vòng tròn màu đen, vòng tròn nào có nhiều hơn? Hai vòng bằng nhau. À đúng rồi, hai vòng tròn bằng nhau. Có bao nhiêu cái nhỉ? Hai. Hai cái, chính xác luôn. Quá rồi. Vậy thì tớ có 5 vòng tròn trên tay đúng không? Bây giờ tớ sẽ trừ đi hai vòng tròn màu đen. Trừ đi hai, cất đi hai vòng tròn màu đen nào. Màu này đi. À con thích cắt màu vàng rồi. Ok, vậy thì trừ đi một vòng tròn màu vàng. Hỏi còn mấy vòng tròn? Hỏi còn mấy vòng tròn? 1, 2, 3, 4 4, 5 trừ 1 bằng 4. Rồi ok, lần này tiếp tục này. Tôi có 4 vòng tròn trên tay. Bây giờ tớ trừ đi hai vòng.
vòng tròn màu đen? Trừ đi 2 vòng tròn. Hỏi còn mấy cái? 2. 4 trừ 2 bằng 2. Ôi giỏi quá. Rồi vậy thì bây giờ tớ chỉ còn 2 cái thôi. Thôi tớ cất đi cả 2 cái đây. 2 trừ 2 bằng 0. Ồ còn 0 à? Ồ tớ hết rồi. Tớ hết à? Ồ.